Laptop Asus VivoBook F433EA nổi bật lên nhờ thân máy hoàn toàn bằng kim loại với viền cắt kim cương, màu sắc độc nhất và bàn phím Enter vàng khác biệt. Thiết kế cắt kim cương cũng giúp bạn dễ dàng mở nắp máy ra hơn, màu sắc nổi trội và đa dạng. Màu sắc độc nhất của VivoBook S14 tạo nên xu hướng mới giúp bạn có thể thể hiện chính bản thân mình. Bạn sẽ tự do lựa chọn màu sắc phản ánh phong cách cá tính, vẻ ngoài đầy màu sắc sẽ khiến bạn trở nên nổi bật một cách khác biệt. Với màu xanh Gaia, lấy cảm hứng từ thiên nhiên, có nghĩa bạn sẽ thích nghi và sẵn sàng cho mọi thứ đến với mình. Màu đỏ táo bạo cho phép bạn tự tin thể hiện mình, không sợ người khác nghĩ gì. Màu trắng xà cừ thể hiện rằng bạn dám mơ ước, bạn thoải mái với ý tưởng của mình và tự hào về những gì bạn làm được. Cuối cùng là màu đen Indai thể hiện khả năng lãnh đạo và tính độc lập không lùi bước. Bạn sẵn sàng chịu trách nhiệm trong mọi tình huống và không ngần ngại khi phải lên tiếng vì người khác. Laptop được trang bị màn hình Full HD có góc nhìn rộng và tái tạo màu sắc vượt trội để đem lại hình ảnh chân thực sống động. Numberpad mới giúp bạn dễ dàng gõ phím số, chỉ cần bạn chạm vào biểu tượng bàn di chuột để biến bàn di chuột thành phím số ảo có đèn LED. Hiệu năng vượt trội, tính năng sạc nhanh tới 60% chỉ trong 49 phút. Với độ dày chỉ 15,9mm, tổng khối lượng vào 1,4kg và thiết kế siêu mỏng, bạn chỉ cần cho VivoBook S14 vào ba lô và mang đi mọi nơi. Sản phẩm đang có sẵn hàng tại tất cả các chi nhánh Hà Nội Computer, đi kèm rất nhiều quà tặng và chế độ bảo hành chính hãng 2 năm.